Trang Khản tuyên bố, xanh dờn, khi có người đòi phía Phi Nhung trả tiền Hồ Văn Cường, bớt khóc thuê. Bức xúc trước việc có người lên tiếng đòi phía Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường, Trang Khản đã livestream phản bác. Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng điều trị COVID-19 đã khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả không khỏi đau buồn. Trong khi những người thân đang lo lắng phần hậu sự cho nữ ca sĩ qua cố, thì trên mạng lại xuất hiện những thông tin về vấn đề tài chính liên quan đến con nuôi và đặc biệt là của Hồ Văn Cường sau khi nữ ca sĩ qua đời. Đáng nói, vào tối 8 tháng 10, sau khi có một nhân vật đình đám lên livestream yêu cầu phía Phi Nhung trả lại tiền thưởng 200 triệu cho Hồ Văn Cường, Trang Khản đã lên livestream thể hiện sự bức xúc về vấn đề này. Theo đó, Trang Khản cho rằng việc quản lý giữ tiền của Hồ Văn Cường là bình thường và giọng ca nhí vẫn sống trong nhà Phi Nhung nên khuyên những người lên tiếng chuyện này hãy bớt khóc thuê, chuyện Hồ Văn Cường chuyện quản lý giữ là điều bình thường, có phải là người trong cuộc không mà biết gia đình nó cần tiền mà không đưa. Bây giờ còn có cả nghề khóc thuê, trong khi gia đình Cường vẫn ở trong nhà chị Nhung, vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn sống cuộc sống bình thường, khổ lắm bà Nhung bà hiền lành, để cho bà ra đi dùm, mấy chị bớt khóc thuê được, đồng tiền đi liền khúc ruột. Gớm động vào tiền không dễ nuốt đâu các chị ạ. ... Trang Khản tiết lộ rằng mình có mối quan hệ thân thiết với Phi Nhung và biết được câu chuyện nội tình về Hồ Văn Cường. Chuyện của Hồ Văn Cường tôi biết rành lắm, nhưng bà Nhung không cho nói, bà nói là nếu nói thì tội thằng nhỏ. Đừng nói gì cả, giờ mà tôi nói được thì nói rồi đó, để mọi người trắng mắt ra. Tuy nhiên đây cũng chỉ chia sẻ một phía từ Trang Khản, câu chuyện về mối quan hệ liên quan đến vấn đề tài chính giữa phía Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn đang gây tranh cãi. Vào tháng 6, mối quan hệ của Hồ Văn Cường và Phi Nhung đã từng gây xôn xao khi trên mạng xã hội lan truyền đoạn tin nhắn của giọng ca nhí bày tỏ mong muốn tách khỏi Phi Nhung, có sự bức xúc với mẹ nuôi. Tuy nhiên sau đó, Hồ Văn Cường đã xác nhận đây chỉ là những lời nói ra trong lúc gặp áp lực và đã bị những kẻ xấu định hướng theo chiều hướng tiêu cực. Ngày 16 tháng 6, Hồ Văn Cường cũng đã tự quay clip xin lỗi mẹ nuôi Phi Nhung, con gái ruột của Phi Nhung và khẳng định mình không hề bị chèn ép như suy diễn của cộng đồng mạng. Trang Khản tiết lộ về lần cuối gặp Phi Nhung, khuyên anti-fan nên tu 7 ngày sau loạt công kích. Trong một livestream gần đây, Trang Khản đã tiết lộ về lần cuối gặp Phi Nhung và những kỷ niệm đáng nhớ với đàn chị. Vào trưa 28 tháng 9, thông tin Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng chống chọi với COVID-19 đã khiến dư luận không khỏi đau lòng. Trong số nhiều nghệ sĩ thể hiện sự đau xót và tưởng nhớ về Phi Nhung, Trang Khản là người đã vô cùng lo lắng sau khi nhận tin dữ và lập tức vào bệnh viện để giúp sức lo hậu sự cho đàn chị. Tuy nhiên, Trang Khản và là một cựu mẫu có nhiều anti-fan vì những phát ngôn gây tranh cãi của cô. Thậm chí khi cựu mẫu thể hiện sự bàng hoàng trước, và liên tục đăng bài hay livestream nói đến sự ra đi của Phi Nhung, nhiều người đã chỉ trích và cho rằng cô đang gây sự chú ý. Tuy nhiên, sau đó, Trang Khản cũng đã tiết lộ cô và Phi Nhung có chung quản lý nên hai người vô cùng thân thiết. Cựu mẫu cũng cho rằng sự thân thiết của hai người là từ trong cái tâm chứ không phải nhất thiết cần phải chia sẻ lên mạng xã hội. Mới đây trong một đoạn livestream, Trang Khản cũng chia sẻ về lần cuối cùng gặp Phi Nhung. Lần cuối mình gặp Phi Nhung là ở phòng trà Đồng Dao, hôm đó bà hát với Mạnh Quỳnh. Sau đó, đêm về đi uống rượu vang của fan hâm mộ tặng. Ăn uống tận 2, 3 giờ sáng mới về. Cái lúc bà đi nấu cơm đã bảo bà cẩn thận vào. Theo đó, Trang Khản chia sẻ về lần cuối cùng gặp Phi Nhung là đi xem buổi hát ở phòng trà và còn đi ăn uống với đàn chị đến rạng sáng. Trang Khản cũng vô cùng tiếc nuối khi nhớ lại chuyện cô đã dặn dò đàn chị cẩn thận khi Phi Nhung đi nấu cơm hỗ trợ dịch. Cựu mẫu cũng không quên nhắn nhủ anti-fan hãy tu, ít nhất một tuần sau những công kích dành cho cô, đặc biệt là khi trước đó không ít người đã dùng từ ngữ nặng nề về mối quan hệ của Trang Khản và Phi Nhung. Trang Khản tuyên bố, xanh dờn, khi có người đòi phía Phi Nhung trả tiền Hồ Văn Cường, bớt khóc thuê. Bức xúc trước việc có người lên tiếng đòi phía Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường, Trang Khản đã livestream phản bác. Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng điều trị COVID-19 đã khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả không khỏi đau buồn. Trong khi những người thân đang lo lắng phần hậu sự cho nữ ca sĩ qua cố, thì trên mạng lại xuất hiện những thông tin về vấn đề tài chính liên quan đến con nuôi và đặc biệt là của Hồ Văn Cường sau khi nữ ca sĩ qua đời. Đáng nói, vào tối 8 tháng 10, sau khi có một nhân vật đình đám lên livestream yêu cầu phía Phi Nhung trả lại tiền thưởng 200 triệu cho Hồ Văn Cường, Trang Khản đã lên livestream thể hiện sự bức xúc về vấn đề này. Theo đó,
Trang Khàn cho rằng việc quản lý giữ tiền của Hồ Văn Cường là bình thường và giọng ca nhí vẫn sống trong nhà Phi Nhung nên khuyên những người lên tiếng chuyện này hãy bớt khóc thuê, chuyện Hồ Văn Cường chuyện quản lý giữ là điều bình thường, có phải là người trong cuộc không mà biết gia đình nó cần tiền mà không đưa. Bây giờ còn có cả nghề khóc thuê, trong khi gia đình Cường vẫn ở trong nhà chị Nhung, vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn sống cuộc sống bình thường, khổ lắm bà Nhung bà hiền lành, để cho bà ra đi dùm, mấy chị bớt khóc thuê được, đồng tiền đi liền khúc ruột. Gớm động vào tiền không dễ nuốt đâu các chị ạ. Trang Khàn tiết lộ rằng mình có mối quan hệ thân thiết với Phi Nhung và biết được câu chuyện nội tình về Hồ Văn Cường. Chuyện của Hồ Văn Cường tôi biết rành lắm, nhưng bà Nhung không cho nói, bà nói là nếu nói thì tội thằng nhỏ. Đừng nói gì cả, giờ mà tôi nói được thì nói rồi đó, để mọi người trắng mắt ra. Tuy nhiên đây cũng chỉ chia sẻ một phía từ Trang Khàn. Câu chuyện về mối quan hệ liên quan đến vấn đề tài chính giữa phía Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn đang gây tranh cãi. Vào tháng 6, mối quan hệ của Hồ Văn Cường và Phi Nhung đã từng gây xôn xao khi trên mạng xã hội lan truyền đoạn tin nhắn của giọng ca nhí bày tỏ mong muốn tách khỏi Phi Nhung, có sự bức xúc với mẹ nuôi. Tuy nhiên sau đó, Hồ Văn Cường đã xác nhận đây chỉ là những lời nói ra trong lúc gặp áp lực và đã bị những kẻ xấu định hướng theo chiều hướng tiêu cực. Ngày 16 tháng 6. Hồ Văn Cường cũng đã tự quay clip xin lỗi mẹ nuôi Phi Nhung, con gái ruột của Phi Nhung và khẳng định mình không hề bị chèn ép như suy diễn của cộng đồng mạng. Trang Khàn tiết lộ về lần cuối gặp Phi Nhung, khuyên anti-fan nên tu 7 ngày sau loạt công kích. Trong một live stream gần đây, Trang Khàn đã tiết lộ về lần cuối gặp Phi Nhung và những kỷ niệm đáng nhớ với đàn chị. Vào trưa 28 tháng 9, thông tin Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng chống chọi với COVID-19 đã khiến dư luận không khỏi đau lòng. Trong số nhiều nghệ sĩ thể hiện sự đau xót và tưởng nhớ về Phi Nhung, Trang Khàn là người đã vô cùng lo lắng sau khi nhận tin dữ và lập tức vào bệnh viện để giúp sức lo hậu sự cho đàn chị. Tuy nhiên, Trang Khàn và là một cựu mẫu có nhiều anti-fan vì những phát ngôn gây tranh cãi của cô. Thậm chí khi cựu mẫu thể hiện sự bàng hoàng trước và liên tục đăng bài hay live stream nói đến sự ra đi của Phi Nhung, nhiều người đã chỉ trích và cho rằng cô đang gây sự chú ý. Tuy nhiên, sau đó, Trang Khàn cũng đã tiết lộ cô và Phi Nhung có chung quản lý nên hai người vô cùng thân thiết. Cựu mẫu cũng cho rằng sự thân thiết của hai người là từ trong cái tâm chứ không phải nhất thiết cần phải chia sẻ lên mạng xã hội. Mới đây trong một đoạn live stream, Trang Khàn cũng chia sẻ về lần cuối cùng gặp Phi Nhung. Lần cuối mình gặp Phi Nhung là ở phòng trà Đồng Dao, hôm đó bà hát với Mạnh Quỳnh. Sau đó, đêm về đi uống rượu vang của fan hâm mộ tặng. Ăn uống tận 2, 3 giờ sáng mới về. Cái lúc bà đi nấu cơm đã bảo bà cẩn thận vào. Theo đó, Trang Khàn chia sẻ về lần cuối cùng gặp Phi Nhung là đi xem buổi hát ở phòng trà và còn đi ăn uống với đàn chị đến rạng sáng. Trang Khàn cũng vô cùng tiếc nuối khi nhớ lại chuyện cô đã dặn dò đàn chị cẩn thận khi Phi Nhung đi nấu cơm hỗ trợ dịch. Cựu mẫu cũng không quên nhắn nhủ anti-fan hãy tu, ít nhất một tuần sau những công kích dành cho cô, đặc biệt là khi trước đó không ít người đã dùng từ ngữ nặng nề về mối quan hệ của Trang Khàn và Phi Nhung.